Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mời các bạn cùng vào bếp làm cái món bánh khoai môn hấp nước cốt dừa. Món bánh này thì mình cũng vừa mới nghĩ ra thôi các bạn. Làm xong á, bánh có cái màu sắc bắt mắt, khi ăn thì dẻo, thơm cái mùi khoai môn, đặc biệt rất là béo của nước cốt dừa nữa. Cách làm thì cũng không quá cầu kỳ, nguyên liệu thì đơn giản. Và để biết cách làm chi tiết thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình nha. Và để làm cái món bánh khoai môn hấp nước cốt dừa thì đây mình sử dụng là 400 g khoai môn, các bạn tính khi mình đã gọt sạch vỏ, 250 g bột năng, 500 ml nước cốt dừa, một ít muối, 50 ml màu lá cẩm, 50 g bột gạo, 150 g đường cát. Thì tất cả nguyên liệu mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm bánh thì mình cho hết khoai môn vào trong nồi. Các bạn dàn cho mỏng ra. Sau đó thì mình sẽ đặt lên trên bếp và hấp tới khi nào những cái miếng khoai môn này chín mềm. Khoai môn mình hấp thì cũng đã chín rồi, thì các bạn sử dụng một cái nĩa mình tán cho hơi nhỏ ra chút xíu để một lát nữa mình cho vào trong cái máy xay sẽ dễ hơn. Khoai môn thì mình cũng đã tán rồi, tiếp theo thì mình đi pha bột. Các bạn cho vào trong tô bột là 300 ml nước cốt dừa thì mình chia ra làm hai lần. Rồi bây giờ mình trộn đều lại. Vì cái tô hơi nhỏ đó nên là mình cho một lúc một á, thì hơi khó hòa tan chút. Rồi bây giờ mình cho hết số nước cốt còn lại vào. Bột năng thì mình cũng đã hòa tan rồi, thì bây giờ mình đổ hết bột vào trong cái tô khoai môn. Bột năng thì mình cũng đã cho vào rồi. Tiếp theo các bạn cho vào trong tô là 130 g đường cát. Số đường còn lại thì mình sẽ pha cái lớp nước cốt dừa. Và các bạn cho vào trong tô một ít muối, sau đó thì mình trộn đều lại. Và mình sẽ đem hỗn hợp khoai môn này cho vào trong ca xe sinh tố, các bạn xay cho nhuyễn mịn. Khoai môn và bột thì mình cũng đã xay cho nhuyễn mịn rồi các bạn, khi xay xong thì rất là sánh và đặc luôn nè. Rồi bây giờ thì mình cho màu lá cẩm vô. Các bạn cho vào một lần một ít trước. Rồi mình pha từ từ xem là màu đã đẹp hay chưa. Nếu đẹp rồi thì mình dừng lại. Màu lá cẩm thì mình cũng đã trộn đều rồi. Trộn xong á, thì bột có cái màu tím nhạt như vậy nè. Thì mình sẽ để cái tô bột này qua bên. Tiếp theo thì mình đi pha tới lớp nước cốt dừa. Và để pha bột nước cốt dừa thì các bạn đổ hết bột gạo mình đã chuẩn bị lúc nãy vào trong tô. Rồi mình cũng cho hết số đường còn lại vào luôn. Và cho vào thêm một ít muối trắng. Và sau đó thì các bạn đổ hết 200 ml nước cốt dừa vào trong tô. Khi đã cho vào rồi thì mình hòa tan bột với lại đường ra. Bột gạo và nước cốt dừa thì mình cũng đã hòa tan xong hết rồi. Thì để bột được sạch hơn thì các bạn lọc qua rây nha. Rồi bây giờ mình sẽ để hai cái hỗn hợp này qua một bên. Cho bột nghỉ khoảng từ 5 tới 10 phút rồi mình sẽ đem đi hấp. Hai tô bột thì mình cũng đã để nghỉ đủ thời gian rồi. Tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nước sôi và cái khuôn hấp như vậy. Khuôn thì mình xài đây là khuôn nhôm, đường kính là 22 cm. Rồi các bạn lót thêm một cái miếng lá chuối ở dưới, sau đó thì mình thoa thêm dầu ăn. Như vậy thì khi hấp bánh xong mình có thể dễ dàng lấy ra hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho khoai môn vào trước. Khoai môn thì mình cũng đã cho vào rồi, thì cái lớp ở dưới cùng này á, các bạn hấp hơi dày một tí. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại, các bạn hấp cho mình khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì lớp bánh đầu tiên cũng đã chín, các bạn dở nắp ra. Lá cẩm mình cho vào vừa phải nên là có cái màu tím nhạt rất là đẹp các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho một lớp nước cốt dừa lên. Một lớp thì mình cho 3 vá. Và các bạn đậy nắp và hấp cho mình khoảng 2 phút. Và sau 2 phút thì cái lớp bánh thứ hai cũng đã chín rồi các bạn, mình lại dở nắp ra. Rồi tiếp theo lại cho vào một lớp mỏng khoai môn.
Cho khoai môn vào thì các bạn tán mỏng ra. Tại vì rất là đặc nên là bột sẽ không có tự chạy ra ngoài được. Và lớp khoai môn mình cũng đã dàn đều ra hết khuôn, các bạn đậy nắp và hấp cho mình 3 phút. Lớp bánh thứ ba mình hấp á, thì cũng đã chín rồi, các bạn lại dỡ nắp ra. Tiếp theo thì mình lại cho một lớp nước cốt dừa lên nữa. Lớp nước cốt dừa thì mình cũng đã cho vào rồi, thì các bạn lại đậy nắp và hấp cho mình thêm 3 phút. Ổ bánh thì mình cũng đã hấp tới cái lớp ở trên cùng rồi, thì lớp trên cùng này các bạn cho khoai môn lên nha. Và lớp này thì mình sẽ cho hơi dày một tí. Lớp bột khoai môn cuối cùng thì mình cũng đã cho vào rồi, các bạn lại đậy nắp và hấp thêm cho mình 5 phút. Và ổ bánh thì mình cũng đã hấp được 5 phút, lúc này các bạn dỡ nắp ra. Lúc này thì ổ bánh cũng đã chín rồi các bạn, thì mình sẽ lấy ổ bánh này ra ngoài và đợi cho nguội. Ổ bánh thì mình cũng đã để cho nguội này các bạn, khi nguội lại thì bánh của mình nó sẽ dẻo như vậy. Rồi bây giờ mình lấy bánh ra. Để lấy ra thì các bạn chỉ cần đi xung quanh khuôn thôi, vì khuôn mình đã có thoa dầu. Và hơn nữa thì bánh cũng đã có sẵn cái nước cốt dừa ở bên trong rồi, mình lấy thì cũng rất là dễ dàng. Và đây là cái ổ bánh khoai môn nước cốt dừa này các bạn. Ở bên trong thì có hai lớp nước cốt dừa như vậy, nhìn rất là bắt mắt nha, màu sắc thì lại đẹp nữa. Bây giờ mình lật ngược lại. Mình gỡ cái miếng lá chuối này ra. Rồi mình cho bánh ra mâm. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng dao, mình cắt bánh ra. Và trên cái dao này các bạn quấn cho mình một cái lớp màng bọc thực phẩm nha. Như vậy thì khi cắt bánh á, cái lằn bánh nó sẽ đẹp và không có bị dính. Và đây là cái miếng bánh đầu tiên mình vừa cắt ra xong. Các bạn cắt sẵn ra hết rồi một lát nữa mình sẽ cắt lại thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Ổ bánh thì mình cũng đã cắt ra xong rồi này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chấn lại thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Thì các bạn có thể cắt xéo như vậy hoặc là mình cắt dài như vậy cũng được. Một miếng thì mình chia ra làm 4. Màu tím của lá cẩm mình cho vừa phải nên là rất là đẹp luôn nha. Ổ bánh thì mình cũng đã cắt xong và bày ra ngoài đĩa rồi. Và đây là cái miếng bánh khoai môn nước cốt dừa của mình này các bạn. Màu sắc thì rất là đẹp mắt nha. Và bánh thì lại mềm dẻo nữa. Rồi bây giờ thì mời các bạn hãy cùng thưởng thức cái món bánh khoai môn này với mình. Và món bánh này khi ăn vào thì bánh của mình mềm, dẻo, có độ ngọt vừa phải. Vị bánh thì lại bùi bùi béo béo, ăn rất ngon các bạn. Cách làm thì đơn giản, màu sắc thì bắt mắt. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong tới các bạn một cái món bánh khoai môn mới rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại và chúc các bạn thành công với món bánh này.